Chào mừng các bạn đến với Vietnam Innovator. À, ngày hôm nay chúng ta sẽ có một khách nhà mời rất là đặc biệt là anh Nguyễn Văn Thanh, tổng giám đốc của GSM. Xin chào anh Thanh. Vâng, chào quý vị khán giả. Tiếp tục chương trình ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về bạn Thanh, đồng thời cũng là tìm hiểu thêm về cái quá trình làm việc của bạn ở các cái công ty startup và các cái tập đoàn khác nhau và đồng thời cũng xem là cái lý do tại sao anh tham gia vào một cái lĩnh vực khá là mới đối với cả Việt Nam. Uh, Thanh là cũng đã có từng tham gia rất là nhiều các cái startup khác nhau, đồng thời cũng là làm cho nhiều các công ty và cũng là cấp uh, lãnh đạo là một là founder hay là các cái lãnh đạo cấp C. Tuy nhiên thì lý do gì mà Thanh lại quyết định đầu quân cho VinGroup vào vào hồi đó và sau đấy có thể chia sẻ những cái cảm xúc khi mà vào VinGroup? Vâng, đầu tiên thì tôi nghĩ là lý do đầu tiên nó phải tới từ một cái duyên nào đấy cái đã. Bởi vì trong rất là nhiều cái các công ty khác nhau thì tại sao thời điểm đấy là có một công ty họ họ mời mình vào đúng cái thời điểm mà mình đang muốn chuyển chuyển đổi công việc chẳng hạn thì tôi nghĩ cái đầu tiên đó là cái Duyên ừ. Thì uh, chuyển lại trước đó là vào năm khoảng độ 2019 Năm 2019 thì lần đầu tiên mà tôi được uh, Vingroup tiếp cận thì rơi vào khoảng độ tháng 5, tháng 6 Nhưng mà khi đó thì tôi từ chối bởi vì tôi cảm thấy là à, mình vẫn đang còn yêu thích cái công việc hiện tại và cũng chưa có ý định chuyển việc ừ. Nhưng mà sau đấy thì tới tháng 11, 2019 á, thì tôi lại nhận được một lời mời lần thứ hai thì tại thời điểm mà tôi nhận được lời mời đó thì bản thân tôi cũng có một hai cái offer cũng khá là tốt của của một trong những tập đoàn mà lớn nhất thế giới thì họ cũng có mời mình về thì lúc đấy thì suy nghĩ đơn giản thôi là à mình đang có một cơ hội để đi gặp một trong những người rất là nổi tiếng ở Việt Nam một trong những người rất là rất là giỏi ừ. thì mình cứ đi gặp thử nói thiệt là trong suy nghĩ lúc đấy là muốn đi gặp vì 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 thích được gặp ừ. chứ không ừ. phải là vì cái công việc mà mình được mời bởi vì vốn dĩ là lúc mà mời thì cũng chưa có rõ là mình sẽ làm cái công việc gì ừ thì sau khi gặp thì được cảm nhận cái chuyện đó là à đây là một trong những cái người mà họ đang họ đang dành hết tâm huyết cho họ để họ tạo ra được một cái một cái sản phẩm mang thương hiệu Việt ra ra đẳng cấp thế giới. Và lúc đấy thì tôi cũng nghĩ trong đầu là bản thân mình cũng đã stop một thời gian rồi, bản thân mình cũng đã làm cho các tập đoàn nước ngoài một thời gian rồi thì tại sao mình không thử làm cho một tập đoàn Việt Nam xem như thế nào. Ừ. Và lúc đấy thì sau khi về nhà nghỉ và đặt lên một cái bàn cân so sánh, dĩ nhiên mình sẽ phải so sánh cả lý trí lẫn cái lẫn cái thực tế một chút xíu về vật chất nữa. Thì cái offer nó cũng rất là tốt so với lại những cái tập đoàn lớn ở bên kia, nhưng mình lại được một cái cơ hội, đấy là một cơ hội là làm được một cái sản phẩm mà mà nó mang cái tính chất là liên quan tới người Việt và ừ. và mình là cái người mà mà đang ở trong một cái thời kỳ là có thể cùng với lại những 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 người khác tạo được một cái sản phẩm mà sau này biết đâu mình sẽ tự hào về nó. Ừ. Thế là cuối cùng ừ. là em em quyết định và suy nghĩ là ok, mình sẽ lấy thử cái cơ hội này xem như thế nào và quyết định là gia nhập. Liệu nếu mà hồi đó mà không gặp mà trực tiếp chủ tịch mà có thể là gặp giám đốc nhân sự, liệu cái quyết định của mình sẽ khác không? Khả năng cao là sẽ khác vì khi mà mình nói chuyện trực tiếp với lại cái người founder với cái người chủ tịch cái người lớn nhất đấy thì họ truyền cho mình được một cái lửa nó rất là khác bởi vì trong rất là nhiều cái cuộc nói chuyện ấy, thì có một vài câu nói mà em vẫn nhớ là khi các lãnh đạo cấp cao có nói chuyện với nhau ấy, thì có một câu như là nếu như mình làm cho một tập đoàn của Việt Nam và mình làm cho một tập đoàn nước ngoài thì giả sử như à ok ở bên tập đoàn của Việt Nam này chúng ta không không trả được những cái benefit những cái chế độ tốt bằng những tập đoàn nước ngoài đi chúng ta có thể có, có quyền từ chối thế cái câu hỏi ngược lại là nếu như cái công ty việt nam nó họ cũng trả cho mình được xứng đáng bằng như những cái tập đoàn nước ngoài kia thì tại sao mình lại không làm cho công ty việt nam đấy là câu thứ nhất cái, cái thứ hai nữa là cái sản phẩm mà thời điểm đấy mà khi mà gặp mà anh ấy giao nhiệm vụ ấy, thì đấy là một cái dự án phi lợi nhuận lúc đấy là cái nhiệm vụ đó là làm sao mà tạo được một cái xe buýt và đưa một cái xe buýt điện đầu tiên của việt nam mình ra mắt Ừ. dự án phi lợi nhuận nghĩa là cái dự án đấy kể các mình có mang lại lợi nhuận thì cái lợi nhuận đấy cũng sẽ tái vòng vào đầu tư cho chính cái dự án đó và dự án đó lại là dự án giao thông công cộng nó lại là dự án công cộng ừ, nó gần dự, ừ. ở bên trong tập đoàn thì cái dự án đấy được đưa vào một trong cái khối nó gọi là khối thiện nguyện xã hội nghĩa là sinh ra cái khối đấy là mục đích ấy, là là để làm những cái điều nó nó tốt không mang tính chất là bắt buộc phải lấy về lợi nhuận hay là đưa đưa lợi nhuận lên hàng đầu mà nó đưa về ừ. tính chất xã hội lên hàng đầu vì vậy cho nên là nó là một cái dự án rất là ý nghĩa thế là cuối cùng là cộng cả những cái thứ đấy lại với nhau thì em quyết định là lấy cơ hội này uh, thanh cũng đã tham gia rất là nhiều các công ty như kiểu lazada rồi các công ty logistics và cũng là các gọi là cũng là founder của một số các cái startup trước đây thì cái sự khác biệt cái điểm khác biệt làm cho một cái tập đoàn như vingroup và các cái công ty khác thì nó nằm ở chỗ nào những cái, cái điểm khác điểm ở chỗ nào đối với startup thì những cái nguồn lực sẽ luôn ở trong tình trạng là thiếu nguồn lực liên tục lúc thì mình sẽ thiếu người, lúc thì mình sẽ thiếu tài chính, lúc thì mình sẽ thiếu sản phẩm, lúc mình thiếu thị trường, mình thiếu rất nhiều thứ. Nhưng mà cái và nó sẽ thúc đẩy cho tất cả các nhân sự ở trong startup đấy là sẽ phải gọi là mình sẽ phải tìm mọi cách để mình giải quyết được cái vấn đề đó ở trong một cái khoảng thời gian nào đấy ừ. rất là ngắn chẳng hạn. Bởi vì mình còn phải chạy theo nhà đầu tư, mình còn phải chạy theo thị trường. Thời điểm đấy thì làm startup đa phần là phải vừa là phải đi được theo thị trường, mình vừa phải lấy số được. Ừ. mình vừa phải chứng minh được là sản phẩm của mình là nó nó có khả năng nó thực thi được và nó là cái mà xã hội cần và mình vừa phải đi tìm những nhà đầu tư cũng cảm nhận được như vậy thế là cái cách chạy của mình nó cũng sẽ rất là khác ừ. thì khi mà đi qua môi trường của các công ty lớn hơn đặc biệt là những công ty lớn hàng đầu của việt nam như như, như là tập đoàn chẳng hạn thì cái đầu tiên của mình đó là mình có một cái sự hỗ trợ về nguồn lực rất là lớn ở trong tập đoàn bao gồm tất cả các phòng ban, các ban bệ các các cái công ty ở trong các hệ sinh thái đấy. Bởi vì Vin thì một hệ sinh thái rất là lớn thì cái việc đầu tiên nó khác là mình được một cái sự hỗ trợ rất lớn ừ, so với lại startup. Ừ. Thì cái chuyện mà chúng ta chạy ấy nó 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 được định hướng đó, nó rõ ràng và nó tốt hơn. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa thì à, à, tại vì tôi đang nói ở cái hướng là mình là một trong những người C level, mình là một trong những người quản lý cấp cao thì nó sẽ mang hơi hướng một chút xíu liên quan đến tài chính nhưng ạ. À. Thì đối với là một cái startup á, thời điểm đấy thì tài chính của mình nó sẽ chạy theo cái sự rót vốn của nhà đầu tư của những anh em co founder đời đầu và mình sẽ phải xử lý nó nằm ở trong một cái khoảng ở cái khoảng đấy thôi. Giả sử như mình muốn chạy nhanh hơn cũng không có đủ kinh phí để mình chạy nhanh hơn, không đủ nguồn lực để ừ. mình chạy nhanh hơn. thành ra cái chuyện mà mình phát triển nhanh tới đâu, nó lại phụ thuộc rất vào nhiều yếu tố và đặc biệt đó là yếu tố về mặt tài chính. thì khi mà mình chuyển sang cho tập đoàn thì cái chuyện đấy nó cũng có, hiển nhiên nó cũng sẽ có vấn đề tài chính, mình cũng sẽ không phải là một cái nguồn tài chính vô hạn. nhưng mà cái chuyện đấy nó sẽ tốt hơn. nó ừ. sẽ tốt hơn là cái chuyện đó là khi mà chúng ta ra ra giai đoạn đầu thì thường chúng ta sẽ có một cái nguồn vốn tài chính ban đầu nó cũng tương đối là là tốt so với lại các các cái startup bên ngoài thì nó cũng sẽ giúp cho cái ban lãnh đạo đó họ sẽ bớt đi được một vài cái nỗi lo mà họ tập trung vào cái chuyện về sản phẩm, về thị trường, về dịch vụ nhiều hơn. Thì ừ. đấy là cái lớn thứ hai. Cái thứ ba nữa là cái nguồn lực mình tuyển bên ngoài vào. Thì khi mà chúng ta mới mở startup ấy, nếu như startup đấy mà chưa có được danh tiếng, chưa có được nhiều nhà đầu tư đầu tư hoặc là bản thân nhà đầu tư cũng không đủ danh tiếng ấy, thì chúng ta rất là khó tìm nhân tài. Ừ. Ừ. Chúng ta rất là khó mời các cái bạn đấy để họ phải tin tưởng vào cái vision, vào vào cái tương lai tươi sáng của cái startup đấy để họ gia nhập vào mình. Thì cái chuyện đấy nó có vẻ là nó sẽ dễ hơn một chút đối với những tập đoàn lớn như, như là Vin chẳng hạn. Tại vì đấy là một cái tập đoàn rất là có danh tiếng ở Việt Nam mình rồi và chính sách nó cũng sẽ tốt hơn. Để ừ. mình có thể mình kiếm được những người tài về đồng hành với mình ở giai đoạn đầu nhiều hơn. Thì đấy sẽ là cái thứ ba. Và cái cuối cùng này nữa là mọi cái sự liên quan đến, đến đến những đến những cái công ty lớn ấy thì họ đều phải đi theo một cái chiến lược mà nó sẽ phải liên quan tới tới cái chiến lược chung của cả cái tập đoàn. Như là đây là một cái công ty, đây là một cái startup lập ra nhưng cái startup lập ra này thì nó phải đi theo một cái vision, một cái mission gì đấy chung với lại với lại cả cái cái tập đoàn chứ không phải là đi theo một mình có riêng nó chẳng hạn. Ừ, ừ. thì cái chuyện đấy nó cũng sẽ nó cũng sẽ rất là khác là chúng ta mở ra một cái shop thì có thể những cái người founder được đầu mình muốn cái shop của mình đi theo cái hướng A hướng B nhưng mà sau đấy vì thị trường nó thay đổi sau đấy vì nhà đầu tư thay đổi, vì rất là nhiều thứ thì chúng ta chưa chắc chúng ta đã đi được đúng cái hướng A B C mà chúng ta muốn từ đầu ừ. mà nhiều khi chúng ta sẽ phải đổi hướng thì nếu như mà tính mặt bằng chung á, thì đấy là những cái sự khác nhau căn bản nhất của của làm cho startup và làm cho những tập đoàn lớn. Ừ. tôi nghĩ là tập đoàn nào cũng thế chứ cũng không hẳn là chỉ ở đây. Đúng là nghe một cái phân tích và rất là chi tiết. Thì uh, nếu mà gói gọn lại để cho các bạn có thể là uh, nắm lại thì cái số 1 thì là để nói là có thể là cái hạ tầng mà cái tập đoàn có thể cung cấp cho mình được. Cái số 2 là về mặt tài chính. Cái uh, số 3 thì chúng ta sẽ riêng về cái việc là mình sẽ hoàn toàn tập trung được vào các cái sản phẩm và các cái thị trường của mình. Thật ra cái số 4 thì như Thanh nói đây là nó sẽ đi theo một cái mục tiêu, mục đích rõ ràng ngay từ đầu và có thể nó đi xuyên suốt qua cả một cái quá trình phát triển của doanh nghiệp và công ty. À, nếu mà nói như vậy thì à, Thanh như lúc nãy chia sẻ thì là tham gia vào một cái dự án là xe điện, xe bus điện và nó là một trong những cái dự án đầu tiên tại Việt Nam và thật ra là cũng là một trong những giá ít ỏi ở, ở trên thị trường khu vực Đông Nam Á. Đến bây giờ là xe Vinbus đã, đã có một cái vị thế trên thị trường có một được đánh giá của người dùng rất tốt. và đa số những người mà mà anh có có nghe hoặc là tiếp xúc thì gần như là họ luôn luôn ưu tiên, đặc biệt là những người lớn tuổi họ đã có cái thẻ về hưu ấy thì họ được sử dụng miễn phí. Thì họ luôn luôn đánh giá là đi đâu sẽ phải đi xe xe bus của Vin. Nếu mà nhìn lại cái quá trình đó thì Thanh đang cảm thấy là cái cái nào cái gì là cái thành tựu lớn nhất đối với mình À, là cái feedback của người dùng cái sản phẩm đó hay là cái gì là cái mà mình mình cảm thấy là có nhiều cảm xúc nhất đến ngày hôm nay mà nhìn lại thì thấy là cái quá trình mà thành lập phimbus tới bây giờ thì nó cũng khá là gian nan bởi vì nó rơi vào đúng hai năm dịch ừ, ừ. năm 2019 khi mà mới đầu nhận cái nhiệm vụ đấy thì cái cảm giác đầu tiên đó là hơi lo bởi vì không không biết làm như thế nào. Ừ. Vì thời điểm đấy thì với một cái chàng trai mới 27 tuổi và làm startup bên ngoài, làm các công ty bên ngoài không liên quan gì đến những công ty về mặt sản xuất, không liên quan đến những công ty về mặt chế tạo sản xuất hay là làm dịch vụ như thế này. Ừ. Và về suy nghĩ cũng rất là nhiều. Thì em còn nhớ là cái ngày đầu tiên mà, mà em đi làm ấy. Lúc đấy là sẽ phải ngồi làm việc với khoảng độ vài chục các đối tác và các nhà thầu khác nhau. Ừ. Tại vì cái tiến độ công việc nó rất là nhanh và ngay ngay cái ngày hôm đấy trước cái ngày hôm đấy là em phải ngồi đọc khoảng hơn 126 trang tài liệu. Tuy nhiên là sau đấy là là cũng cũng có rất là nhiều cái cách khác nhau thì cuối cùng là cái dự án đấy nó vẫn tương đối là, là là, thành công. Thì đúng như hồi nãy anh nói đấy, cái điều, cái tự hào nhất đó là khi mà anh hỏi những người bạn của anh hay là khi anh hỏi bất kỳ người nào họ sử dụng đồ ấy thì họ sẽ luôn cười mà nói về cái dịch vụ đấy. Ừ. Vì thông thường trước khi mà mở Vimbus ra thì cái mảng mà giao thông công cộng đó, thì cũng được mọi người đánh giá là tương đối là chưa được tốt cho lắm. Ừ. Về thái độ phục vụ, về chất lượng, về rất là nhiều thứ. Thì khi mà lập Vimbus ra, cái việc đầu tiên ấy mà làm Kim chí Nam có Vinbus ấy là chúng ấy, là chúng tôi có lấy một cái câu slogan đó là phụng sự từ trái tim đấy là một cái câu rất là thật là mình làm sao mà cho tất cả mọi người khi họ nhắc về Vinbus ra thì họ sẽ nhắc về bằng một cách đó là họ vượt cười và họ nói về cái chuyện đó ừ. chứ không phải là họ nói về chuyện đó với một cái gì đấy không có thiện cảm và tự hào là hiện tại mình đang làm được và mình làm được dựa trên ba thứ cái thứ đầu tiên là đánh giá thực sự của người dùng hàng quý ấy, thì công ty như là Binbus đều phải làm những cái gọi là NBS tức là mình sẽ đánh giá về cái về cái trải nghiệm của người dùng xem là họ họ trải nghiệm như thế nào và thường mình sẽ phải lấy mẫu số từ 2.000 cho đến 4.000 người đánh giá ừ. và thường các cái mức đánh giá nó luôn luôn là từ trên 9 điểm từ 8.5 9 cho đến 9.5 cũng có nghĩa là cái lượng cái chất lượng hài lòng của mọi người rất là tốt đây là cái thứ nhất ừ. cái thứ hai là vừa qua thì nó đã được ủy ban nhân dân thành phố hà nội công nhận là hãng đầu tiên mà gần như là duy nhất đặt đúng chất lượng năm sao nghĩa là không chỉ người dân họ công nhận mà các cơ quan quản lý họ cũng đã công nhận cái chuyện đấy ừ. đấy là cái thứ hai và cái thứ ba nữa là cái hiệu ứng về mặt truyền thông hiệu ứng về mặt truyền thông thực sự là rất tốt thì ba cái đó cộng lại và là ba cái mà em tự hào nhất khi mà làm cái dự án này ừ. thanh thì đã có cái dịp và có những cái tiếp xúc và từ cái ngày đầu tiên khi mà được tuyển vào VinGroup hoặc là được gọi đến gặp thì Thanh có thể chia sẻ về cái kinh nghiệm làm việc với cả anh Vượng không? Và cái chia sẻ thứ hai là anh cũng rất là quan tâm là khi mình được giao cái trách nhiệm lớn như vậy và cứ như theo lời Thanh nói là bị ngộp sau khi mà đã làm rõ xem là mình sẽ làm cái gì thì những cái cảm xúc đấy như là lúc bây hồi có thể chia sẻ được cho mọi người nghe được không? Vâng ạ. Cái ngày đầu tiên mà mà, mà tiếp xúc à, làm việc với với ảnh á thì anh ấy vào việc luôn tức là những cái khâu mà mình hay gọi là mình phỏng vấn ứng viên hay là mình nói chuyện với ứng viên nó thường nó diễn ra rất là nhanh ừ. và sau khi mình diễn ra mà mình đã gọi là đã chốt được rồi thì anh ấy sẽ vào việc luôn anh ấy sẽ muốn tạo dựng một cái công ty như thế nào anh ấy muốn nó ra làm sao cái kpi nó sẽ là cái gì cái số lượng nó sẽ là bao nhiêu từ đó thì mình bắt đầu mình góp ý và mình sẽ về mình lập một cái kế hoạch chi tiết ừ. để mình gửi lại thì cái kinh nghiệm gọi là kinh nghiệm thì thì cũng đúng mà gọi là trải nghiệm thì cũng đúng là khi làm việc với lại với lại những người như anh á thì anh rất là đầu tiên là rất là kỷ luật thực sự là rất kỷ luật những khâu như là họp hay là báo cáo hay là mọi thứ đi lại thì gần như là đúng theo từng phút ừ. chứ không không giống như staff của chúng ta là chúng ta có thể ok trễ một chút hay là hôm nay không đi được ngày mai vân vân thì ở đây không không phải rất là kỷ luật bởi vì bản thân anh cũng rất kỷ luật với mọi người ừ, ừ. vì vậy cho nên là mọi người cũng sẽ phải kỷ luật lại thì cái việc đầu tiên là quyết kỷ luật cái việc thứ hai là rất quyết liệt Ừ. nghĩa là không làm thì thôi thì làm là phải làm cho nó thực sự là là, là ra làm làm phải làm lớn và làm nó là phải ra kết quả và ra kết quả nhanh để mình chứng minh được là thị trường thị trường cần sản phẩm của mình đúng con người đúng còn ừ. nếu như mà không thì mình sẽ phải có chính được khác ngay vì vậy cho nên là làm rất quyết liệt rất quyết tâm và đi đúng cái hướng đấy thì đối với những người mà họ chưa quen cái phong cách đấy thì sẽ rất là dễ bị ngộp vì nó diễn ra quá nhanh và nó diễn ra liên tục và mình không có quá nhiều thời gian để mình có thể mình, mình 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 suy nghĩ nhưng mà bù lại thì nó sẽ làm cho kỹ năng của những người đó cũng lên rất nhanh. Bản thân em cảm nhận được là trong vòng năm nay là bước qua năm bước qua năm thứ năm và từ 2019 tới giờ thì em cảm nhận được là mình lên kỹ năng rất rất nhanh và thêm một cái nữa là khi mà làm việc trực tiếp với lại với lại những người uh, như anh ấy, thì mình học được rất là nhiều và anh ấy cũng thường xuyên gọi là hướng dẫn và giải thích cho những cái người mà anh ấy làm trực tiếp là mình nên như thế này tại sao mình nên mình nên như thế kia và lúc đấy thì mình hiểu được cái cách suy nghĩ của những cái người đứng đầu đó hiểu được cách suy nghĩ của những người giỏi như vậy thì bắt đầu mình sẽ tự suy nghĩ lại mình xem là nếu như là mình là ảnh thì mình nên suy nghĩ như thế nào bởi vì sau này mình có một cái thói quen là trước khi mà mình báo cáo một cái công việc gì đấy hay trước khi mà mình thảo luận một công việc gì đấy là mình hay suy nghĩ trước là à nếu như mình đưa ra cái giải pháp này thì ảnh sẽ nghĩ gì ừ. mình đưa giải pháp này liệu anh ấy sẽ hỏi mình cái câu nào hay là liệu anh sẽ cần những cái thông tin gì để chứng minh được là cái mà mình nói là đúng thì mình bắt đầu mình chuẩn bị gần như là mọi thứ rất là trước khi mình nói chuyện trước khi mình thảo luận một cái vấn đề vấn đề số 1 thì mình đã tìm được con độ 5 năm cái giải pháp liên quan và có một cái nguồn dữ liệu đầy đủ và mình sẽ hướng ảnh theo một cái mà mà mình mong muốn tuy nhiên khi mà anh ấy cần feedback lại hay là anh cần trao đổi lại thì mình phải có đầy đủ dữ liệu để cung cấp lại vô hình chung nó sẽ làm cho mình là rất là tập trung và đi rất là đi rất là chiều sâu vào cái vấn đề đấy ừ. thì thì cái chuyện đấy nó làm liên tục liên tục trong vòng nhiều năm thì tự dưng mình thấy là là cái kỹ năng suy nghĩ logic của vấn đề của mình tăng lên rất tốt so với lại hồi xưa nếu mà liên quan đến cái câu chuyện này thì thật ra làm như Thanh cũng là một trong những hiện tại vẫn đang là lãnh đạo trẻ nhất của tập đoàn và chắc chắn rằng là cái cấp dưới của mình sẽ có rất nhiều người lớn tuổi hơn mình. Thì để mà có thể là truyền lửa hay là quản lý, quản trị những cái công gọi là công sự của mình như vậy làm sao mà mình điều phối được những cái công việc như vậy và đặc biệt là cái thị trường Việt Nam hoặc cái văn hóa Việt Nam thì luôn luôn mình sẽ là quan trọng cái tuổi tác thì rất là tò mò xem là Thanh đang xử lý những cái việc này như thế nào. Vâng, cái này thì cũng có khá là nhiều cái câu chuyện cũng cũng tương đối là hài hước vì chuyện mình trẻ quá tính ra là năm 2019 khi mới bắt đầu ở vị trí phó tổng giám đốc thì năm đấy là 27 tuổi sau đấy thì em chuyển sang làm phó tổng giám đốc của Vinfast thì Vinfast thì chắc là mọi người cũng cũng đã cũng đã nghe nhiều rồi thì đấy là một công ty rất là lớn và ừ. bên dưới mình cũng có hàng nghìn người tức là bản thân mình đã phải quản lý hàng nghìn người rồi. Và trong hàng nghìn người đó thì có rất là nhiều các bạn đang làm giám đốc của những công ty khác nhau ừ. và chắc chắn là lớn tuổi hơn mình hiện tại thì nó không có vấn đề gì nữa bởi vì mọi người đã biết mình 5 năm rồi mọi người có người đã làm việc với mình 5 năm có người họ cũng đã biết mình thông qua rất là nhiều thông tin có người thì cũng làm trong tập đoàn có rất là nhiều thì tới thời điểm bây giờ thì cái chuyện rất là dễ dàng nó không có vấn đề gì ừ. vì mình cũng đã tạo dựng được được một cái tên tuổi nhất định và mình cũng đã chứng minh được năng lực của mình nhất định trong vòng khoảng thời gian 4 5 năm qua bây giờ nó không có vấn đề gì ừ. nhưng mà trước đó thì có vấn đề ừ. 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 À, thì khi mà mình mới bắt đầu công việc ấy, thì cái việc đầu tiên là các cấp dưới mà đặc biệt là những người họ có họ đã từng làm giám đốc của nhiều công ty tập đoàn lớn khác nhau ấy, thì cái cái đầu tiên của họ đó họ cảm giác là họ dè dặt với mình theo kiểu là họ vẫn đứng ở một bên họ quan sát là để xem ông này ông làm như thế nào không biết ông ấy có trụ được hai tháng không hay là không biết ông này liệu ông có trụ được 6 tháng không thời điểm đấy là có rất là nhiều tin đồn mà người khá là đồn ngay cả bây giờ mà nếu như mà xem những cái bài báo mà mà viết về mình ở trên mạng ấy thì có rất là nhiều người dưới họ comment là 6 tháng nữa quay lại mới nói được ừ. hay là 6 tháng sau kiểu gì cũng sẽ thấy một cái bài là ông này từ nhiệm ông này thế này thế kia rất nhiều tới bây giờ vẫn thế nhưng mà năm nay bước sang năm thứ năm rồi ừ. đấy thì những người đó họ có cái cảm nhận là họ quan sát mình là chuyện rất bình thường nhiều khi mình là họ mình cũng như thế thành ra mình chuyện đấy rất bình thường thì cái tâm lý đầu tiên là họ dè dặt thì thì khi mà họ dè dặt họ muốn quan sát mình xem là mình thể hiện như thế nào và mình có làm được không thì nó sẽ gây ra mất một cái sự kết nối ừ. giữa bản thân mình và những người quản lý cấp dưới trực tiếp ở thời điểm đầu ừ. đấy là cái đầu tiên cái thứ hai đó là có một vài người là họ không tin tưởng luôn tức là họ không tin tưởng được là à trước khi mình về thì có những người khác họ họ cũng là những người rất là rất là có tiếng ở trên thị trường hoặc là những người làm rất lâu hoặc là những người mà đã gây dựng được một sự nghiệp rồi chẳng hạn mà có thể là họ vẫn chưa có tạo ra được một cái 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 gì đấy đúng đúng như cái họ mong muốn thì thì mình về thế thì những người này họ sẽ có một cảm giác là ông này không ổn ông ừ. này không không thể bằng được những ông kia kinh nghiệm không thể già dặn được bằng thì họ bắt đầu có cái kinh nghiệm gọi là không được tin tưởng cho lắm ở giai đoạn đầu đấy thế thì mình bắt tay vào xử lý thì cái cách mình xử lý đầu tiên là như thế nào đầu tiên là mình sẽ phải hiểu thật sâu cái sản phẩm của mình mình phải hiểu thật sâu cái mà mình sẽ đảm nhận đó là cái gì bằng cách là trước khi mình nhận cái nhiệm vụ đấy thì thường em sẽ bỏ từ 7 đến 10 ngày là đi tìm hiểu hết cả cái thị trường đó ừ. bằng cái view của mình không phải là từ ai nói mình cả giả sử như mình đi tìm hiểu hết cái thị trường về xe ô tô về xe máy điện chẳng hạn thì tự mình đi tìm hiểu không cần với ai chỉ mình hết mình sẽ đi gặp các đối thủ này mình đi tới từng cái showroom một đối thủ mình ngồi mình quan sát cả ngày luôn ừ. mình đi gặp từng cái đại lý một mình đi gặp rất là nhiều nơi để mình hỏi chuyện với họ và họ không biết mình là ai hết nhưng mình tìm đủ mọi cách để mình nói chuyện với họ sau đó mình sẽ tự nghiên cứu bằng cái cách của mình rồi mình mới so sánh những cái bài nghiên cứu khác để mình hiểu về cái sản phẩm tức là trước khi mình bước vào cái vị trí đó mình bước vào cái công ty đó là mình phải hiểu gần bằng một cái người đang làm trong cái ngành đó trước ừ. Ừ. để ba cái ngày đầu tiên là ba ngày quyết định ngay lập tức là là các cái team member của mình có làm được có muốn làm việc với mình hay không là ba ngày đầu tiên thôi. Ừ, ừ. thì cái ngày đầu tiên mà mình vào ấy là tất cả những gì mọi người nói chuyện với mình là mình phải hiểu hết về mặt ngôn ngữ lý thuyết những cái từ chuyên môn mà những ngôn ngữ lý thuyết là họ nói là mình phải biết cái đã. Ừ. tại vì ngay lập tức mình vào thì mình quản lý rất là nhiều mình quản lý từ kinh doanh cho đến marketing cho đến hậu mãi cho đến rất là nhiều thứ khác nhau. ở đây thì mình phải hiểu cái đã để khi mà cấp dưới họ nói chuyện với mình ấy họ mà thấy mình hiểu ngay ở cái ngày đầu tiên ấy, họ sẽ có một cái cảm giác rất là khác đó là thân thuộc Ừ. ô anh này anh đang hiểu mình nói ấy. tức là một là anh này anh học rất nhanh hai nữa là anh này anh đã từng làm rồi hoặc anh có, có sự hiểu biết nhất định rồi thì mình không cần phải giải thích lại quá nhiều nữa và mình cảm giác là anh này sẽ hỗ trợ được công việc của mình cấp dưới họ sẽ nghĩ như thế nếu như ngày đầu tiên mình đã thể hiện được cho họ thấy được là tôi hiểu anh đang làm cái gì tôi biết ừ. anh đang có vấn đề gì và anh nói với tôi là cùng một ngôn ngữ thì mình sẽ phải làm được cái chuyện đó ngày đầu tiên ừ. Ừ. đấy là về khâu về khâu công việc nhá. ngay sau đấy thì mình mới tìm hiểu ngay về cái tính cách của những cái người mà đang làm trực tiếp với mình Tại vì ngay đầu khi mà mình mới bắt đầu á Mình không thể nào mà mình yêu cầu tất cả mọi người phải làm theo cái phong cách của mình được Nếu như vậy nó sẽ tạo ra ngay một cái rào cản giữa quản lý và nhân viên Đó là nhân viên họ sẽ cảm thấy là anh này anh ấy khó ừ. Hoặc là anh này anh ấy có một cái tôi quá lớn Và anh ấy đang ngăn chặn mọi người tiếp cận ảnh Theo cái hướng của mọi người mà phải làm cái chuyện ngược lại Giống như anh ấy đi đường thẳng mọi người với đi đường thẳng mọi người không được đi cong Thì em sẽ không làm như vậy cho những ngày đầu tiên Mà em sẽ làm chuyện ngược lại là bắt đầu mình sẽ tìm hiểu những cái bạn cấp dưới trực tiếp của mình mà những bạn key member thì cái phong cách làm việc của họ như thế nào mà ừ. sau đấy mình gọi từng người vào để nói chuyện theo kiểu một một để mình chia sẻ tại sao mình ngồi ở vị trí này và cái cách làm việc của mình là như thế nào và cái cách họ đang làm việc là như thế nào và họ muốn mình với họ sẽ làm việc với nhau theo phương thức nào ừ. có người thì họ rất là thích theo phương thức đó là một tuần đó thì em sẽ báo cáo công việc của anh một lần anh sẽ đưa chỉ thị anh đưa chỉ đạo và em sẽ làm theo có người thì lại thích là em rất muốn báo cáo với anh hàng ngày để có gì anh điều chỉnh có người thì lại thích được là em muốn làm việc độc lập có người lại thích kiểu này có người thích kiểu khác thì mình bắt đầu là mình sẽ không nhận xét được là cái cách đó đúng hay không đúng cái cách đó có đúng theo cách của mình mong muốn hay không mình sẽ không bao giờ làm cái chuyện đấy ở những ngày đầu tiên mà mình sẽ nói là nếu như cái cách của của anh là như vậy thì cách của tôi sẽ là như thế này hai người sẽ tìm một cái điểm ở giữa để mình làm chung với nhau ừ, ừ. thì thì cái chuyện đấy nó sẽ làm cho những cái anh chị lớn tuổi họ cảm giác họ rất được tôn trọng vì sếp ừ. về họ không bẻ họ cái người sếp đấy họ không bẻ họ theo ý của người sếp đấy ừ. mà họ đang rất tôn trọng và respect cái cái cách làm việc của những cái người đó kể kể cả lớn tuổi hay nhỏ tuổi họ cũng sẽ nghĩ như thế và mình mình cũng sẽ bắt đầu mình làm theo với họ và sau đó mình mới chỉnh dần nếu như mình cảm thấy cái cách đấy nó không có tạo ra được một cái thể thống nhất giữa mình và mọi người thì bắt đầu mình điều chỉnh mình điều chỉnh để cho tất cả mọi người đi theo một cái được một cái chung nhưng mà mình sẽ không bao giờ làm ở những ngày đầu tiên thì đấy là cái thứ hai đó là mình sẽ phải tạo dựng được một cái sự được một cái sự liên kết giữa mình với họ thông qua cách làm việc của họ chứ không ừ. phải thông qua cách làm việc của mình ở những ngày đầu tiên và cách thứ ba nữa là sau một quãng thời gian làm việc thì bắt đầu là mình sẽ phải trao quyền cho họ khi mà mình trao quyền thì mình sẽ phải đưa cho một cái ma trận à, đối với cái vị trí này thì anh sẽ anh 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 sẽ tự quyết định những cái chuyện như thế này như thế này như thế này những cái chuyện gì thì anh cần chuyển lên cho 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 tôi những cái chuyện gì thì anh phải chịu trách nhiệm cho những cái chuyện đó. Và cả ba cái đó mình cộng lại thì gần như mình áp dụng y chang như vậy cho tất cả những công ty mà mình làm ừ. thì mình nhận được cái sự tôn trọng nhất định từ phía cấp dưới của mình, kể cả đó là những người rất là lớn tuổi. Ừ. Cho nên em nghĩ là đấy cũng là một cái cái kỹ năng, mỗi người sẽ có một cách nhưng mà đấy là cái cách mà em đang áp dụng để làm sao mà cho những người lớn tuổi hơn mình họ có thể làm việc được với mình, cho dù là mình mình mình, mình trẻ hơn họ đúng là một cái kinh nghiệm rất là đáng giá để chia sẻ ở đây thì tuy nhiên thì ví dụ như kiểu có một số các công ty thì họ sẽ đánh giá cái việc kiểu là cái sự độ chuyên môn của mình trong cái lĩnh vực tuy nhiên thì ở đây có vẻ như là cái soft skill gọi là con người hoặc là cách truyền đạt cái thông điệp nó cũng là rất là quan trọng thì ở đây có có lẽ là Thanh đang có cả hai cái kỹ năng là vừa học được cái chuyên môn rất nhanh và đồng thời cũng có một cái gọi là cái rất là nhạy với những cái cách thức mà mình có thể nói chuyện hoặc là các cách thức mà mình trao đổi với cả cấp dưới hoặc cấp trên Thật ra là cũng cái cái việc mà soft skill thì có rất là nhiều các bạn uh, của Vietcetera cũng rất là quan tâm là làm sao chúng ta có thể xây dựng được những cái kỹ năng như vậy, kỹ năng mềm đó. Vì đa số là những kỹ năng mềm này nó không được dạy ở trong trường. Trong trường thì mình sẽ dạy về mặt chuyên môn, về lý thuyết. Tuy nhiên là về mặt cái, cái kỹ năng mềm thì gần như là ít chỗ mình có thể học được. Thì liệu nếu mà như Thanh, ở cái vị trí như Thanh và cái, có những cái trải nghiệm, kinh nghiệm như Thanh thì chúng ta có thể học ở đâu trang bị cho mình được những cái kỹ năng mềm đó? Vâng. Thì nhân đây thì cũng cũng chia sẻ cho các bạn về cái cách mà mình học. Cái đầu tiên đó là các bạn phải xác định được là khi mà chúng ta đang ở tầm ở những cái tầm như là quản lý bậc trung hoặc là quản lý từ tầm gọi là trung cao độ xuống đó, thì cái kỹ năng chuyên môn rất quan trọng. Bởi vì lúc đấy là người ta cần những người có kỹ năng chuyên môn để vào làm một cái việc chuyên môn. Nhưng mà khi mà chúng ta ở những cái vị trí cao hơn đó, ừ. thì chúng ta có rất là nhiều người đang làm kỹ năng chuyên môn ở bên dưới hỗ trợ mình rồi. Thì cái việc mà có thêm một người như mình làm kỹ năng chuyên môn ấy nó cũng không có tạo ra nhiều cái giá trị mà ừ. ngược lại nó còn có thể là một cái rào cản vì cái cách mà mình suy nghĩ có thể không được không được cập nhật liên tục như những người đang làm chuyên môn hàng ngày ở phía dưới ừ. thì lúc đấy cái chuyện mà kỹ năng mềm nó lại rất quan trọng bởi vì lúc đấy cái kỹ năng mềm nó mới là cái mà giúp cho chúng ta kết nối được tất cả các đội ngũ đó lại và giúp cho chúng ta lựa chọn được cái hướng đi đúng chứ không phải là kỹ năng về mặt chuyên môn dĩ nhiên nó sẽ tùy thuộc vào ngành nghề ừ. của những ngành nghề bắt buộc anh về kỹ năng chuyên môn của anh phải rất là cao nếu như anh mà làm những nghề như liên quan đến ngành y hay là ngành xây dựng hay gì đó chẳng hạn thì nó lại liên quan đến một chuyện rất là khác nhưng ừ. mà cái tôi nói đây là cái chung của những cái ngành liên quan đến kinh tế thì lúc đấy thì cái, cái khả năng mà quản trị của mình và cái kỹ năng mềm của mình nó nó quan trọng hơn rất là nhiều và mọi người là cần phải cần phải xây dựng cái chuyện này từ khi mà mình mới bắt đầu chứ không phải là đợi đến khi mà mình lên đến cái vị trí cao mình mới xây dựng thì lúc đấy không đúng ừ. vì đến khi mà mình mà được mình mà được promote từ một cái vị trí cấp trung mà lên cấp cao lúc đấy mình mới bắt đầu tìm cách học kỹ năng mềm thì có thể cái khoảng thời gian mình học kỹ năng mềm nó không không đủ để cho mình xử lý công việc nữa thì chắc là có khả năng là mình sẽ bị đào thải ừ. cho nên là mình cần phải xây dựng trước vậy thì cách mà mình xây dựng lại như thế nào quay về các bài toán ở trường học thì đa phần trường bây giờ thì tôi thấy có khá là nhiều trường họ cũng bắt đầu chú tâm hơn về cái chuyện là đào tạo kỹ năng mềm rồi. Ừ, ừ. khi mà mình mới mới bắt đầu đi làm thì mình nên quan sát những người mà mình cảm thấy là anh ấy đang xử lý công việc bằng kỹ năng mềm rất tốt. bắt đầu học thì tôi ừ. nhớ là đầu tiên của tôi là tôi học về cái chuyện đó là kỹ năng làm làm các cái slide thuyết trình và kỹ năng thuyết trình. tại sao lại học cái đấy? vì trong một cái buổi họp tự dưng thấy một cái bạn nó lên bạn ấy nói hay quá. tự dưng bảo là sao bạn ấy bạn ấy có thể nói hay được như thế? và tại sao bạn ấy bạn ấy làm được cái slide nó đẹp được như vậy và nó chuyên nghiệp được như vậy mà mình không có rời mắt khỏi cái cái bài đó Xong bắt đầu mình bắt đầu mình quan sát mình quan sát bạn đấy là Ừ cái cách bạn ấy đứng nói cái cách bạn ấy diễn thuyết cái cách bạn ấy tìm kiếm thông tin và sau đấy mình trực tiếp đi gặp bạn đó và xin bạn ấy hướng dẫn mình ừ, ừ. bạn lấy cái tư liệu ở đâu đấy bạn làm được cái slide đấy tại sao bạn lại phối nó như thế hay là tại hay là những cái nguồn thông tin này bạn lấy từ đâu thì mình sẽ phải là một cái người mà ham học và chịu khó đi xin họ được học cái đó đấy thì coi như là kỹ năng đầu tiên đó là kỹ năng là mình phải xác định được cái người mà mình muốn học, ừ. cái loại kỹ năng mà mình cần học sau đó tìm cách đi xin mà học. Cái thứ hai nữa là mình phải biết được là cái nghề nghiệp của mình đang hướng tới nó nó cần những kỹ năng gì để mình tập trung nhiều vào kỹ năng đó chứ không phải là kỹ năng nào mình cũng phải đi học. Ừ. Cái đấy thì không đúng. Nếu như kỹ năng nào mà mình cũng đi học mình không đủ thời gian mà mình không đủ chuyên sâu thì mình cần phải xem được là cái nghề nghiệp của mình đang có đang mong muốn phát triển nó đi theo cái gì và sau đấy mình tìm đến một vài cái hình 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 mẫu mà mình muốn học tới ừ. giống như cách đây năm bảy năm thì tôi có một cái người nào đó họ làm hình mẫu thì tôi cứ tôi cứ xem cái cách của chị để làm cái vị trí của chị ấy làm những cái gì mà chị ấy đã trau rồi rồi những cái gì chị đã học rồi bắt đầu mình bắt đầu mình làm theo trước ừ. mắt là mình làm theo theo kiểu đó là mình cũng tìm học những cái đấy mình cũng tìm đọc những cái đó và mình cũng cũng làm theo cái đã nhưng mà mình không được bắt trước bắt trước là không đúng mà ừ. lúc đấy mình ừ. sẽ phải tự tạo ra một cái riêng của mình dựa trên cái nền tảng của sản đó y như mình đọc một cuốn sách mình giải một cái bài toán nhưng mà có nhiều cách để mình giải ra cái đáp án đấy mình đừng có giải y chang một cái đáp án đó là được thì ừ. cái cách này cũng y chang như vậy mình nhìn một cái người làm hình mẫu mình học theo những cái gì cái người mẫu đó họ làm nhưng mà mình sẽ tìm ra một cái cách khác để mình cuối cùng cũng vẫn ra được kết quả đấy và thậm chí có thể là kết quả đó tốt hơn và cái cuối cùng đó là học thông qua tất cả những người đồng nghiệp của mình cái thời điểm này là thời điểm mà mọi người phải bỏ cái tôi của mình đi rất là nhiều tức là mình không được cho mình là cái người mà đúng 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 nhất nữa trong trong rất nhiều tình huống mình bắt buộc mình sẽ phải quyết theo cái cách của mình vì đó là công việc. Nhưng khi mà mình họp với lại số đông hoặc khi mình làm việc với số đông đó, thì mình không được đưa cái đấy ra đầu tiên. Mà cái đó chỉ là cái khi không còn một cái sự lựa chọn nào khác hoặc là khi mình không chọn được một cái đáp án có sự đồng nhất. Lúc đấy mình mới phải dùng cái tôi của mình ra để mình chốt thêm một cái phương án nếu không việc nó sẽ không chạy. Ừ. Còn khi mà mình đang thảo luận mà mình làm việc thì bắt buộc mình phải quan sát hết tất cả mọi người theo đúng là luồng thông tin hai chiều bất cứ việc nào ra thì hai bên cũng sẽ phải cùng thảo luận chứ không phải là quyết ừ. thì khi mà thảo luận như vậy bắt đầu mình sẽ học được rất là nhiều là mười người chuyên môn khác nhau làm việc với mình thì mỗi người chuyên môn đó mình sẽ học được một cái kỹ năng có họ trong cái nghề chuyên môn của họ bắt đầu mình quan sát để mình học ừ. có những ừ. bạn bạn đấy làm phân tích dữ liệu rất tốt giả sử khi mình lên cấp cao mình không nhất thiết phải học cái kỹ năng phân tích dữ liệu đó nhưng mình bắt buộc phải học được kỹ năng là đọc cái số liệu đó và từ cái số liệu đọc đó phân tích ra một cái con số giống như cái bạn phân tích đó đấy là cái cách mà mình sẽ phải học ừ. để sau này khi mà mình đọc báo cáo tài chính khi mà mình đọc tất cả các số liệu mình không mình không thể làm ra được cái số đấy nếu như mình tự mình làm mình không làm được nhưng mình đọc mình phải hiểu được hết và hiểu không thì chưa đủ mình phải suy luận được và mình sẽ phải phân tích được giống như cái người đó đang làm thì mình sẽ phải học và mình phải hỏi họ ừ. Ừ. mình sẽ hỏi họ là à thật sự với cái chi phí nó là 2% trăm đi thì với cái chi phí này thì, thì thì cái thì liệu cái chi phí nó có đủ tốt hay không thì họ sẽ hướng dẫn mình là tại sao nó lại đủ tốt tại sao nó không đủ tốt trong ngành nó đang như thế nào vân 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 thì mình cũng sẽ học như vậy ừ. hay là khi mà mình làm với những bạn làm marketing đi thì các bạn ấy làm sáng tạo rất tốt bản thân mình mình sẽ không sáng tạo được như các bạn đấy và mình cũng không thể nào mà ép bản thân mình học được cái kỹ năng sáng tạo được như các bạn đó ừ nhưng mà mình học được cái khác đó là kỹ năng mà mình có nhờ các bạn hướng dẫn lại mình cái kỹ năng đấy các bạn ấy có thể xác định được là làm sao để cho một cái bài nó nó, nó viral chẳng hạn làm sao để một cái bài nó đánh vào đúng tâm lý chẳng hạn thì những cái đấy những cái mình học được để sau này khi mà mình kiểm tra lại công việc hay là khi mình làm công việc thì mình sẽ hiểu và mình sẽ hỏi bạn nó được đúng cái chuyên môn các bạn đấy ừ. đấy thì cách cuối cùng đó là mình sẽ phải học hết tất cả những người xung quanh của mình muốn học muốn làm được cái chuyện đấy thì mình phải bỏ cái tôi của mình ra và bắt đầu quan sát để học họ thì đấy là ba cái cách mà em làm hàng ngày hàng giờ để mình để mình đấy cái kỹ năng mềm của mình lên. Ừ. Thì Thanh có thể chia sẻ thì vì lúc nãy thì Thanh chia sẻ là trước khi mà mình tham gia một cái bài toán nào mới thì mình sẽ phải nghiên cứu rất là rõ về thị trường trong nước, nước ngoài và đọc các những cái báo cáo và mình hiểu được cái tình hình của cái lĩnh vực đó. Thì cái hiện tại thì cái xu hướng về cái di chuyển xanh thì nó đang diễn ra như thế nào ở tại Việt Nam? và cũng là GSM khi mà ra đời thì cũng là đi giải quyết một cái bài toán này thì uh, Thanh có thể chia sẻ thêm về một là về cái xu hướng tại Việt Nam và nếu mà chúng ta so sánh với cả các nước láng giềng hoặc là toàn cầu thì nó đang như thế nào? Vâng, ừ. cái đầu tiên đó là cái chuyện mà đang chuyển dịch sang xu, hướng, đi sang xu hướng di chuyển xanh của Việt Nam mình thì là nếu như so với các nước láng giềng thì cũng chưa phải là nhanh tuy nhiên so với lại mặt bằng chung của cả thế giới ấy, thì mình đang đang có thể nói là đang đi nhanh. Ừ nhìn qua các nước bạn gần nhất thì sẽ là Trung Quốc chẳng hạn. Thì thôi Trung Quốc thì sẽ gần như là đứng đầu rồi. Chúng ta thậm chí những nước rất là phát triển cũng chưa bắt kịp được Trung Quốc. Bây giờ mà chúng ta qua Trung Quốc thì đa phần đi đâu cũng thấy điện. Có những cái thành phố của Trung Quốc tỷ lệ mà xe giao thông công cộng đó là taxi và xe bus của họ đã lên tới 99%. Thậm chí có những thành phố là họ khẳng định họ đã là 100% rồi. Ừ. Nghĩa là họ không còn xe xăng nữa. Thì nếu như so với những nước như vậy thì chúng ta đi đi khá là chậm. Tuy nhiên so thêm với những nước mà lắng giềng gần nữa, giả sử như Thái Lan chẳng hạn hay là Singapore hay là một vài nước thì thì chúng ta đang có những cái khởi điểm tương đối là 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 nhanh, ừ. là nhanh và quyết liệt chứ cũng không phải là là chậm. Ở tại Việt Nam mình á, đa phần mà gọi là di chuyển xanh thì chúng ta chỉ mới đang có ba mảng thôi. Mảng đầu tiên đó là xe máy điện. Ừ. Xe máy điện hoặc là xe đạp điện nói chung. Đấy là cái mảng đầu tiên. Thì đối với cái mảng này thì em nghĩ là hàng năm bây giờ á, thì cái sản lượng của xe máy điện trung bình nó cũng rơi vào khoảng độ hơn 300.000, hơn 300.000 xe thì có hơn 300.000 người họ đã bắt đầu chuyển dịch sang đi phương thức xanh hàng năm rồi thì đấy cũng là một con số không không nhỏ ừ. với một đất nước như chúng ta rồi ngoài xe máy điện ra thì chúng ta bắt đầu mới có thêm là xe buýt điện thì cái số lượng người xe, đi xe buýt điện hàng, hàng hàng tháng nó cũng lên đến hàng triệu người thì cái chuyện đấy cũng đang bắt đầu có cái sự chuyển dịch khá là tốt như như hồi đầu tiên mà anh nói vậy và cái cuối cùng là bắt đầu mới là xe ô tô điện ừ. Đây thì xe ô tô điện là gần như là chỉ mới bắt đầu từ thời điểm mà VinFast đẩy ra thị trường thôi thì nó cũng mới bắt đầu mới bắt đầu thôi. Ừ. Thì tổng hợp cả ba cái này lại thì để em đánh giá là so với mặt bằng chung của cả thế giới thì chúng ta cũng đang đi tương đối là nhanh. Nếu mà nói như vậy thì liệu cái tốc độ của của GSM tốc độ của VinFast đang đang đẩy mạnh cái hạ tầng nhưng mà các cái yếu tố khác không đáp ứng được thì liệu chúng ta có đẩy nhanh được hay không hay là chúng ta có thể làm gì để để có thể là giữ cái tốc độ này và đồng thời là có thể vượt qua những cái quốc gia mà có thể đang đi trước thì nó là một cái bài toán giống như con gà quả trứng thôi nếu như chúng ta đợi thì chúng ta không đi nhanh được hoặc chúng ta đợi thì chúng ta không biết chúng ta đợi khi nào còn nếu như chúng ta mà đi trước thì chúng ta sẽ gặp một vài cái khó khăn ừ. thì cái cách hiện tại mà 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 của chúng tôi đang làm đó là chúng ta sẽ phải chạy song song ừ. nghĩa là chúng ta sẽ phải sẽ phải vừa chạy và vừa điều chỉnh chứ chúng ta cũng không thể nào mà chúng ta đợi bất kỳ một thứ gì được thì đấy là cái cách hiện tại À, còn về việc mà chúng ta có phát triển nhanh được hay không á, thì theo như đánh giá cá nhân hiện tại của tôi thì chúng ta phát triển sẽ phát triển nhanh được bắt đầu từ năm nay từ năm ừ. nay đổ về sau thì sẽ phát triển nhanh được minh chứng ví dụ như phía của GSM thôi thì là đợt vừa rồi ngày 14 tháng 4 vừa rồi thì mới bắt đầu khai trương thì đến ngày 27 tháng tháng 4 này bắt đầu khai trương thêm ở Hồ Chí Minh và chính thức và 30 tháng 4 này là bắt đầu chạy tại Hồ Chí Minh ừ. có nghĩa là chỉ trong vòng một khoảng thời gian rất là ngắn ấy, thì cũng đã đưa ra thị trường được được cả nghìn được cả nghìn phương tiện tại hai thành phố lớn nhất rồi như vậy là không như vậy là tương đối là nhanh thì ừ. cái đấy nó đã chứng minh được cái chuyện là chúng ta đang chạy nhanh được ừ. à, rõ ràng trước khi mà GSM ra đời và Vinfast cũng đưa các cái xe điện ra thì là đã phải nghiên cứu cái thị trường rất là kỹ à, Thanh có thể chia sẻ một số các cái điểm về mặt thị trường của xe điện đang như thế nào và đồng thời là Thanh cũng có tham gia vào cái là xe máy điện xe hai xe bánh và xe bốn bánh thì hai cái lĩnh vực đấy liệu nó có khác nhau ở điểm nào không à, cái lĩnh vực mà xe máy điện á, thì dĩ nhiên là chắc chắn là nó sẽ rất là khác so với xe ô tô rồi, bởi vì cái giá trị cái giá trị của nó nó sẽ định hình cái thị trường cái giá trị của một cái xe máy điện nó rất là thấp so với giá trị của một cái ô tô có nghĩa là cái người mà họ đồng ý họ mua một cái sản phẩm mới như cái xe máy điện nó sẽ dễ dàng hơn ra quyết định nó dễ hơn so với cái chuyện mà mình ra quyết định để mua một cái ô tô ừ. cho nên là cái đây là cái đầu tiên cái thứ hai là cái thị trường xe máy điện dẫu sao nó cũng được định hình ở việt nam mình tương đối là lâu rồi vì vinfast tới năm nay cũng là năm thứ năm ừ, tức ừ. là năm thứ năm rồi ra mắt chiếc xe máy điện rồi cho nên là nó cũng đã gọi là mình cũng đã uh, có một cái khoảng thời gian để mình đấy mình làm thị trường rồi. Nhưng cái chuyện đấy nó sẽ dễ dàng hơn là cái cái ô tô. Ừ. Đấy là cái cái đầu tiên, cái thứ hai nó là về mặt thị trường chung. Thị trường nói chung của, của GSM đi. Thì đối với GSM hay là bản thân là đối với thị trường ô tô điện nói chung đó, thì mọi người không tính cái thị trường ô tô điện là một thị trường. Mà là chúng tôi là tính chung cả thị trường chung, giả sử như xe 4 bánh là thị trường chung, xe ừ. 2 bánh là thị trường chung. Bản thân chúng tôi là mình so sánh mình với lại các cái dòng xe đó các cái dòng xe các cái dòng xe xăng, Để ừ. mình cạnh tranh với cái dòng xe xăng chứ mình không cạnh tranh với cái dòng xe điện, ừ, ừ. giống như mình, thành ừ. ra là mình không quy mình mình không quy họ là đối thủ của mình mà mình sẽ quy họ là đối tác của mình, mình sẽ họ là, là là cùng với mình đẩy cho cái cuộc cách mạng xanh nó đi nhanh hơn, chứ ừ. mình sẽ không so mình thị trường, mình không so mình trong thị trường xe điện mà ừ. mình so mình cái thị trường chung, thì nếu như thị trường chung ấy, thì cái tỷ trọng của xe điện đang tương đối là nhỏ, đấy là thực tế đang tương đối là nhỏ, nhưng mà cái bài toán là tại sao GSM vẫn ra đời vào thời điểm này, bởi vì khi mà mình ra đời vào thời điểm này á thì mình tính chung là cả cái thị trường của mảng xe taxi và xe công nghệ nó sẽ như thế nào. Ừ. chứ mình không tính là thị trường taxi hay là thị trường công nghệ có điện nó như thế nào. Vì chưa có mà. Ừ. Chỉ chỉ mới có mình và một vài đối tác của mình mới bắt đầu làm thôi. Thì mình nhìn xa một chút xíu về cái thị trường này. Thị trường này thì tính ra từ năm 2019 tới giờ là chưa có một cái sự chuyển biệt nào mới. 2019 là bắt đầu ra mắt ứng dụng bi. Ừ. thì tới bây giờ là đấy thì chắc anh 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 ở Việt Nam anh cũng cảm nhận được là 5 năm rồi mình không có một cái gì đó mới cả đúng không đúng rồi, đúng rồi. và thị trường nó đang phân mãnh ở là một ông là bên grab một ông bên bi những ông còn lại và một bên còn lại là taxi truyền thống ừ. thì nó đã phân mảnh như vậy rồi và định hình cái thị trường 5 năm nó vẫn bắt đầu đang là đang là như thế thế thì 5 năm là một cái khoảng thời gian đủ để cho có một cái gì đó mới nó diễn ra thì đây cũng là một trong những thời điểm mà mà mình ra rất là phù hợp và ừ. khi mà mình ra thì cái thị trường của mình nhắm tới đó là thị trường chung mình sẽ là một cái dạng như là hybrid model mình sẽ là một cái ở giữa tức là chúng ta đây là một công ty về taxi truyền thống ừ. nhưng áp dụng được các công nghệ cao vào để nó gần như là một công ty là có thể ứng dụng được về mặt công nghệ thì lúc này mình sẽ được cả hai và về mặt lý thuyết ấy, thì đối với những công ty công nghệ như là grab hay b thì mọi người chỉ có thể dùng trên ứng dụng để mà người gọi xe thôi ừ. nhưng mà đối với những công ty mà như mình mà người gọi ứng dụng cũng được mọi người gọi gọi uh, tổng đài cũng được và mọi người có thể bắt xe trực tiếp cũng được. Thì là cái của mình nó sẽ thiên về mặt ở giữa hơn. Thì cái câu đầu tiên hồi nãy mình có diễn giải đó là 5 năm rồi nó chưa có một cái sự mới. Cái thứ hai đó là mình bắt đầu mình mình cảm nhận được là thị trường nó cần một cái gì đó nó mới mẻ hơn. Ừ. Và nếu như mình chỉ thành lập một cái công ty taxi hoặc một công ty taxi công nghệ đơn thuần như những công ty khác thì nó không có một cái yếu tố gì để có thể cạnh tranh được cả. Nếu như chúng ta đem giá ra đem chi đem giá ra để mà để để mà cạnh tranh thì nó lại thành một cái bài toán là 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 bơn tiền tiếp ừ. cho cái thị trường đấy và cứ như vậy hoài thì không ông nào tiến tới lợi nhuận được cả và mình cũng không cần phải làm như thế và lúc đấy thì người dùng họ cũng sẽ không có gì để họ lựa chọn mà họ sẽ quay qua lựa chọn về giá về giá bởi vì ừ. nó không có gì khác nhưng mà nếu như mình đưa ra một cái bài toán là một cái xe điện thì nó là một cái khác hoàn toàn bởi vì mình là cái người duy nhất sử dụng xe điện ừ. để chạy và và cái xe điện nó mang lại rất là nhiều lợi ích. Lợi ích đầu tiên đó là mang về lợi ích môi trường thì ai cũng sẽ thấy. Cái lợi ích thứ hai nó lợi ích về mặt sức khỏe cho bản thân cái người lái xe lẫn người ngồi trong xe. Cái đấy ừ. là cái đã được chứng minh trên thế giới rồi bởi vì nó không phát thải mà. Ừ. Và nó cũng không không gây ra ô nhiễm tiếng ồn luôn. Và cái lợi ích thứ ba đó là nó đang giúp cho cho chúng ta đang đi theo đúng cái cam kết của chúng ta với thế giới là cam kết của thủ tướng chính phủ là tới năm 2050 là chúng ta sẽ, sẽ net zero chẳng hạn. Ừ. Thì đấy là cái mà chúng ta đang đang làm và khi mà ba cái đó cộng hưởng lại thì người dùng họ sẽ có thêm một cái sự lựa chọn trong đầu họ là ông này sẽ là một ông khác biệt so với những ông còn lại như ừ. vậy cái bài toán còn lại nữa là mình làm sao mình đảm bảo được chất lượng dịch vụ thậm chí là mình phải làm chất lượng dịch vụ của mình rất là tốt cộng với những cái tốt kia thì mình sẽ có một cái điểm mạnh rất lớn so với những hãng còn lại nếu mà theo quan sát thì các cái nước kinh tế phát triển họ sẽ để ý hơn đến môi trường để ý hơn đến những cái công nghệ mới để xử lý cái việc là ô nhiễm môi trường tuy nhiên thì các nước đang phát triển như là Việt Nam ừ. hoặc là khu vực Đông Nam Á thì đôi khi chúng ta có những cái mong muốn, những cái gọi là khát vọng nó hơi khác so với cả các nước phát triển. thì liệu cái về ở góc độ người dùng thì liệu người dùng đã sẵn sàng hay chưa? Vâng, đây là một câu hỏi rất là hay. nhìn chung với những nước mà xung quanh chúng ta, thì bắt đầu là có một cái động thái rất là quyết liệt từ phía chính phủ, ngay cả nước chúng ta cũng vậy, từ trụ trương trên đến xuống là rất là quán triệt cái chuyện là chúng ta sẽ phải thay đổi và chúng ta sẽ phải phát triển một cái nền kinh tế xanh như thế nào. thì bởi vậy, cho nên là bây giờ mọi người mà xem thông tin đại chúng ấy ngày nào mọi người xem báo chí hay mọi người xem ở đâu mọi người cũng sẽ thấy một vài cái tin liên quan đến lối sống bền vững ừ. liên quan đến môi trường chắc chắn luôn kể cả ở Việt Nam thì đấy là cái đầu tin nó giúp cho bản thân những cái người mà đọc được họ cũng có một cái nhìn thiện cảm hơn về cái chuyện là lối sống xanh thì lúc đấy họ mới cân nhắc cái chuyện được là à hai ông như nhau hoặc thậm chí ông này ông còn tốt hơn về mặt dịch vụ nhưng mà ông này được cái là ông ấy còn hỗ trợ về mặt môi trường ông ấy còn hỗ trợ về mặt sức khỏe ông ấy còn thế này thế kia ừ. thì họ sẽ tin về cái này hơn cho nên ấy, về mặt lý thuyết là mình sẽ phải làm sao mà mình phải đảm bảo được là tốt cho cả người dùng để họ lựa chọn mình chứ không thế nào mà mình bảo là ờ ừ, vì mình là môi trường thì họ phải thế này thế kia thì, thì ừ. thực sự là không được cho nên về phía có người dùng mà bảo là có thể chấp nhận được hay chưa hay là mọi người đã bắt đầu là, là đón nhận hay chưa thì câu trả lời là theo tôi nghĩ tới bây giờ là đã đón nhận rồi ừ. đang bắt đầu đón nhận thực sự rất tích cực tiện đây thì cũng chia sẻ luôn là chúng tôi mới mới xong một tuần ra mắt tại thành phố hà nội và đạt được những thành tựu tương đối là, là 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 bất ngờ là chỉ trong vòng có mấy tiếng đầu tiên mà, mà khai trương sau á thì thì cái ứng dụng đấy được tải nhiều tới mức là nó đã lên top 1 của của Apple Store và sau đấy vài tiếng sau thì lên được top 1 của của Google Play ừ. cái chuyện đấy là đã chứng minh được cái chuyện là mọi người tải về mọi người sử dụng rất nhiều so với chuyện là ngày đầu mình khai trương mình đưa số lượng xe rất là ít và nó đứng trên bảng top 1 xếp hạng nó tương đối là lâu ừ. Ừ. thì cái đấy là cái mà đầu tiên là chứng minh được là mọi người hào hứng muốn thử cái đã vì sự tò mò cái đã cái thứ hai nữa là cái số lượng mà mình chở hàng ngày nó đang thực sự là là, là nhiều hơn trung bình ngành. Ừ. À, đúng ra là nếu mà nói về cái việc là GSM thì như như nói là Apple Store hoặc là Google Play thì đa số cái lĩnh vực này là lĩnh vực của các bạn rất là trẻ đang làm game hoặc là đang làm các app thì là họ sẽ phải làm sao bằng mọi giá là kiếm các cái người dùng và kiếm các cái lượt download. Tuy nhiên thì đây là vừa là taxi nhưng mà lại vừa là công nghệ thì không hiểu đây là nếu mà nói rõ ra thì liệu GSM nó là cái gì? Nó là taxi truyền thống hay là nó là công nghệ? GSM nó là cái gì thì nó lại phụ thuộc vào cái cái người dùng họ muốn định hình nó là cái gì. Nên là tôi sẽ không định hình cái công ty của tôi theo cái hướng của tôi mà tôi định hình theo hướng là người người dùng họ nhìn vào đó và họ cảm nhận nó là cái gì. Ví dụ đơn giản thế này. Tại sao taxi truyền thống họ vẫn có một cái lượng người dùng rất là lớn? Ừ. Những người dùng taxi truyền thống sẽ là những người họ thích gọi tổng đài. Họ là những người thích tiện lợi, họ lại họ gọi hoặc là họ là những người mà dùng thẻ. Đúng không? Ừ, ừ. Như vậy rõ ràng là taxi truyền thống họ vẫn đang có một cái lượng người trung thành của họ Như vậy thì đối với những cái người mà đang đi taxi truyền thống Kể cả taxi truyền thống họ cũng có ứng dụng mà ừ. Thì họ vẫn coi taxi truyền thống là taxi truyền thống Về phía GSM cũng vậy Nếu như những người mà họ đang thích đi taxi truyền thống Và họ chuyển sang họ đi GSM cũng bằng cách là gọi tổng đài Hay là vẫy xe trực tiếp hay là như thế nào đấy Thì với họ thì chúng tôi là taxi truyền thống ừ. Đúng không? nhưng mà ngược lại đối với những người trẻ những người họ chỉ thích xài ứng dụng thôi họ không thích gọi điện họ chỉ mở ứng dụng ra và họ đi thôi thì đối với họ thì tôi là taxi công nghệ ừ. thì vì rõ ràng là họ đâu quan tâm đến chuyện khác đâu cho nên cái chuyện là GSM là cái gì nó phụ thuộc vào cái đối tượng khách hàng đó nó muốn GSM là cái gì ừ. và hiện ừ. tại thì chúng tôi đang đang đáp ứng được cả hai nếu mà chúng ta định vị GSM là hãng taxi hay là ride hailing hoặc là gọi là taxi công nghệ hiện tại thì tôi vẫn đang định hình tôi là một hãng taxi Ừ. Tuy nhiên thì trước đây thì là Việt Nam khá là saturated thì là rất là nhiều các cái nhà cung cấp dịch vụ đó và sau đấy thì cũng có một số các cái hành động và bây giờ gần như là chúng ta sẽ nhìn thấy một số các cái gọi là hãng taxi lớn đồng thời với cái việc đó thì sẽ có những cái các gọi là taxi công nghệ hoặc là xe công nghệ như là Grab như là Bi có vẻ như lúc đấy là chúng ta đã cảm thấy là cái thị trường nó đã quá nhiều player trên gọi là quá nhiều người trên thị trường đó rồi thì khi mà mình đánh giá là GSM vào thị trường này thì liệu lúc đấy là quá chật trội không? Thường mọi người sẽ nghĩ là một cái thị trường nó định hình lâu đời rồi ấy, nó đã nó đã phân chia một vài miếng bánh rồi ấy, thì nó bắt đầu nó chật. Một ông mà vào thì chỉ có hai khả năng xảy ra thôi. Thứ nhất là ông ấy tạo ra một cái đột biến của ngành. Lúc đấy thì nó lại nó, nước nó lại đẩy về chỗ trũng. Ừ. Đúng không? Cũng y như trước đây cái thị trường về taxi truyền thống ấy nó đã định hình vài chục năm rồi chứ không phải là vài năm nữa. Lúc đấy trên thị trường nó có hàng chục những ông taxi lớn, những ông như Grab, và Uber vào, ông làm thay đổi cái ngành. Ừ. Thì rõ ràng ở đây cũng là một cái câu trả lời tương tự như vậy. Khi mà tất cả mọi người đều nghĩ là cái thị trường nó đã chật rồi, thì đấy là lúc có cơ hội. Bởi vì như vậy có nghĩa là thị trường nó đã định hình theo một cái lối đi giống nhau ở trong một quãng thời gian rất dài rồi, ừ. thì nó cần ừ. có một cái sự thay đổi mới và đó mới là cơ hội. Ừ. À, nếu mà chúng ta xét về cái gọi là cái thị trường người dùng thì nếu mà đã chật thì chúng ta chỉ có cách là mình sẽ lấy khách của đối thủ. Còn hai là liệu chúng ta có cách nào để tạo những người khách mới hay không? Nghĩa là sẽ tăng cái độ user lên. Thì nếu mà xét về là chật hay không chật ấy, thì xét về là cái tổng user hiện tại trên thị trường là bao nhiêu và mình chỉ chúng ta chỉ có chơi trên cái sân chơi đó thôi nhưng mà ở Việt Nam liệu còn có sân chơi là mình cứ làm mở rộng thêm người dùng hay không? Hiện tại thì theo một vài báo cáo độc lập thì cái tỷ lệ mà tăng trưởng của người dùng của Việt Nam mình Cho những mảng này nó rơi vào khoảng độ 7.4-7.5% như đấy mỗi năm Nghĩa ừ. là về mặt lý thuyết đấy là nó vẫn tăng trưởng hàng năm, đấy là cái thứ nhất Cái thứ hai là sau hai đợt dịch ấy, thì đúng là các hãng taxi họ cũng bị thu hẹp đi tương đối là nhiều ừ, Cho ừ. nên bây giờ ấy, thì cái, cái cái supply nó đang thấp hơn cái demand Cái nhu cầu của người dùng nó đang cao hơn cái khả năng mà cung cấp ở một vài khu vực Và 7.5% phát triển hàng năm ấy, nó cũng sẽ giúp mình kéo thêm một cái lượng người dùng mới đây là hai cái yếu tố mà tôi thấy là thị trường nó vẫn là mở rộng ra chứ không hẳn là không hẳn là nó đã chật rồi tiếp thêm một cái nữa là mình nhìn qua những cái nước xung quanh giống 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 như mình thì càng ngày mà càng phát triển như thế này đặc biệt là cái tỷ lệ mà người dân sở hữu xe nó chỉ đang khoảng 46 xe trên một nghìn dân thôi ừ. trong khi rõ ràng mà so với những nước trên thế giới xung quanh những nước láng giềng của chúng ta thôi cái số đấy gấp 2, gấp 3, thậm chí là gấp 5 lần ừ. thì cái số lượng người sẽ sử dụng xe trong tương lai họ cũng sẽ tăng lên và khi mà số lượng người xe họ đã quen với cái chuyện đó là họ đi xe bốn bánh ấy thì họ bắt đầu họ có thêm một cái thói quen mới là nếu như họ đi những cái nơi những cái khu vực hoặc những công việc mà họ không cần thiết phải đi xe của họ thì họ cũng sẽ ưu tiên dùng xe bốn bánh và vì vậy thì thì cái lối sống đấy nó cũng sẽ giúp cho mình có thêm được cái lượng người dùng vì cái cách của họ nó đang quen như vậy rồi ừ. khi mà ngày nào anh cũng đang đi xe máy đi làm ok khi mà anh cần việc anh có thể anh bút một cái xe máy đi nhanh hoặc, hoặc khi anh đi một cái việc gì đấy quan trọng thì anh mới đi ô tô chẳng hạn nhưng mà nếu như ngày nào anh cũng đi ô tô đi làm rồi ấy, thì khi mà anh có vấn đề hoặc là khi mà anh cần đi á thì có xu hướng lại sẽ đi, anh sẽ book xe ô tô thay đúng vì đó, đi xe máy bà, đúng không? Ừ, ừ. vì vậy cho nên là tôi tin tưởng là cái thị trường nó còn mở tương đối là rộng. Ừ. đúng rồi chúng ta nghe một số các cái thông tin mà thanh chia sẻ về sau khi mà khai trương ở thành phố hà nội thì tuy nhiên thì chúng ta chưa nói về là tại sao lý do gì mà chúng ta đạt được những con số ấn tượng như vậy nó không dễ dàng gì mà trong một tuần mà trong một cái thời gian rất ngắn đưa một cái sản phẩm mới và đồng thời là số lượt download các cái app của mình và người dùng trên cái app này vẫn vẫn duy trì ở mức rất là cao. Đâu là đâu là cái secret sauce của cái thành công đó? Cái việc đầu tiên là phải nói chuyện đó là nhờ về cái hiệu ứng truyền thông về mặt về mặt danh tiếng cái đã. Rõ ràng là về mặt truyền thông ấy thì cái thông tin nó nó lan rất là nhanh và mọi thông tin đều được người dùng đón nhận rất là tích cực và nó thực sự là rất nhiều. Thì đấy là cái yếu tố đầu tiên cái đã. Thì tôi nghĩ là cái yếu tố đấy thì nó nó cũng được một cái là người dân Việt Nam mình thì cứ một cái gì mới ấy, thì người dân rất là rất là dễ hào hứng để thử ừ. và cái đấy là cái tốt và vì người dân hào hứng để thử ấy, thì nó đã tạo được một cái hiệu ứng đó là đều phải thử để mà mình có chuyện mình nói với người khác là cái thứ nhất ừ. cái thứ hai nữa là cái mới thì mình luôn luôn muốn trải nghiệm đầu tiên là cái thứ hai và cái thứ ba là họ cũng đấy cũng là thêm một cái phương thức nữa để lựa chọn so với những cái hiện tại và ừ. ba cái đó cộng lại nó sẽ giúp mà nó sẽ làm cho khách hàng rất là tò mò và rất là muốn thử Ừ, ừ. và ngay những cái ngày đầu tiên đó mọi người thấy trên đường xuất hiện những cái con xe xanh xe xe của bên mình một cái màu sắc nó tương đối là bắt mắt họ bắt đầu họ thấy đi trên đường liên tục thì cái cảm giác đó sẽ là cái cảm giác mà mình rất là muốn thử xem là à ngồi bên trong nó sẽ như thế nào ừ. và thêm một cái nó xe điện nó cũng là cái mới nữa không 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 có nhiều người đã từng thử đi xe điện hoặc là thậm ừ. chí là ngồi trong cái xe điện nhưng mà ngồi trong những xe xăng thì mình ngồi rất là nhiều năm rồi thế thì hồi xưa mình không có tiền mình mua xe điện đúng không bạn bè mình không có ai có xe điện nhà mình không có xe điện thì làm sao mình ngồi với xe điện được Đúng rồi. thì ừ. bây giờ mình ngồi được rồi thì ừ. những cái hiệu ứng đó là những cái hiệu ứng mà tôi nghĩ là cộng dồn cả hai cái đó lại thì nó sẽ giúp cho cái người muốn thử nó rất nhiều cái cách mà mà chúng tôi đang làm dịch vụ như là chào hỏi khách hỏi thăm khách hay là hay là trình diễn cho khách xem những cái ứng dụng những cái những cái sự thông minh của cái xe hay là cái cảm nhận của cái khách để sau đó khách về họ review lại họ về họ giới thiệu lại với người này người kia cái đó mới là cái quyết định ừ. thế ừ. cuối cùng là nhờ cái này mới là cái mà nó lan tỏa được tới tận bây giờ thì vẫn là cái cuối cùng đó là cái chất lượng của cái xe đó là cái thứ nhất, cái chất lượng của cái anh tài xế đó là cái thứ hai, cộng hai cái đó lại thì nó mới tạo ra được cái hiệu ứng. Ừ, ừ. Hai cái đầu tiên là hai cái mà mình tạo được từ đầu là 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 nhờ hiệu ứng, nhưng mà cái thứ ba là cái mà mình bắt buộc mình mới tạo được từ cái chất lượng và từ cái năng lực của mình và ừ. cái đó nó mới duy trì được. thì cũng may mắn là hiện tại thì chúng tôi đang có cả ba thứ cái việc số 2, ví dụ như kiểu các anh tài xế thì uh, trước đây không lâu thì uh, anh cũng có đọc một cái post của thanh uh, khi mà đến đà lạt thì uh, trên máy bay thì chúng ta sẽ bắt xe gì là chúng ta bắt xe điện và thử xe điện đi thì uh, anh cũng có đi và cũng phỏng vấn rất là nhiều không phải là phỏng vấn nhưng mà cũng hỏi hỏi thăm các anh tài xế rồi là cách thức các anh vào làm trước đấy các anh làm ở đâu một cái điểm chung các bạn trả lời là cái quá trình tuyển dụng các bạn ấy rất là khó và rất là nghiêm cái số 2 là tất cả mọi người đều rất lịch sự và có một cái quy trình rất rõ ràng khi mà chúng ta bước lên xe. Và thật ra là anh cũng ở Hà Nội là chính nhưng mà thử xe GSM rất nhiều lần rồi. Và đi từ rất là nhiều các điểm khác nhau, đi đường ngắn, đi đường dài cũng đều thử hết. Nhưng mà gần như là cái dịch vụ và chất lượng của con người ấy, gần như là 100% là như nhau. Thì có thể Thanh chia sẻ thêm về cái tuyển dụng, tại vì các bạn nói là rất khó. À, không phải đơn giản mà chúng ta có thể ngồi vào xe này và lái được xe này đâu. Và số 2 là cũng là không phải đơn giản mà từ xe xăng mà chuyển sang xe điện đâu thì không biết là cái quá trình mà để tuyển dụng và đảm bảo cái chất lượng đấy thì GSM cần sẽ phải làm những cái bước nào? Vâng, từ cái thời điểm mà GSM công bố là sẽ tuyển dụng ấy, chỉ trong vòng có khoảng độ một tuần thôi là tổng cộng đã nhận được tới 20.000 20.000 CV của các tài xế ừ. Chỉ có hai ngày đầu tiên là là nhận được khoảng từ 5 đến 7.000 cái CV và cái đội ngũ tuyển dụng là shop vì số lượng nộp về quá nhiều ừ bản thân ban lãnh đạo cũng hơi hơi bất ngờ về chuyện là mọi người hưởng ứng nó quá quá nhiều và quá nhanh. hồi đầu thì mình cũng nghĩ là chắc là cũng cũng sẽ rất nhiều người hưởng ứng nhưng mà cũng không nghĩ là nhiều như thế. Ừ. bởi vì lúc đấy thì mình chỉ mới ra thông báo là mình tuyển có có một nghìn tài xế thôi nhưng mình nhận được tới hai mươi nghìn rồi. Ừ. đấy. thì khi mà mình nhận được nhiều như vậy thì nó là một cái lợi thế của mình. đó là mình có nhiều nguồn để mình sàng lọc khâu ban đầu hơn. Ừ. thì cái cách của tụi mình sàng lọc nó cũng khá là hay. cái đầu tiên đó là đó là chúng tôi sẽ xem những anh chị nào mà đã đã làm trong nghề là lâu rồi và có một cái có một cái tinh thần trách nhiệm công việc tốt và đặc biệt là phải có một cái cái cách suy nghĩ của một người làm dịch vụ ừ. thông qua hai thứ thứ đầu tiên nếu như anh chị đấy đang chạy cho các ứng dụng rồi ok thì chúng ta sẽ xem xem là anh ấy đang được mấy sao nếu anh đã được 4.9 sao chẳng hạn đó là một điểm cộng Ừ. Đúng không? Nếu anh là 4.8, 4.9 sao Anh chạy bao nhiêu năm rồi và khách hàng đã đánh anh Từ 4.9 đến năm sao thì rõ ràng anh là một người Mà thể hiện được cái dịch vụ tốt ừ. Ok, thế thì anh được điểm cộng Còn nếu như anh chạy ở những, ở những cái hãng khác rồi thì, thì chúng tôi có những cái bài test về mặt xử lý tình huống Thông qua cái thái độ trả lời Thông qua cái cách mà, học, cách mà đào ừ. tạo Thì chúng ta cũng sàng lọc được Dựa vào hai yếu tố đấy thì bắt đầu chúng ta đưa những cái người Mà tốt nhất có thể vào giai đoạn đầu Ừ. bởi vì cái giai đoạn đấy là giai đoạn rất là tốt nó sẽ lan tỏa được cái văn hóa được cái cách của mình và đấy là cái cách mà mà chúng tôi cũng áp dụng khi mà khi mà làm ở vinbus ừ, cách đó y chang và sau đó rồi thì phải trải qua một cái quá trình đào tạo rất nghiêm ngặt và cái đào tạo này không phải chỉ đào tạo để lái cái xe không phải cái đào tạo này là cái đào tạo về kỹ năng mềm nữa ừ. kỹ năng chăm sóc khách hàng kỹ năng xử lý tình huống kỹ năng của một cái con người làm dịch vụ ngay cái chuyện đó là anh phải cười như thế nào anh sẽ phải gật đầu như thế nào anh sẽ phải xin lỗi khách làm sao thì tất cả đều phải đào tạo kỹ năng và đào tạo rất lâu Ừ. và các mỗi lần đào tạo như vậy anh ấy đều phải thi và đều phải đều phải đạt được những cái điểm số nhất định nếu không thì thì không không đậu sát hạch ừ. ừ. cho nên là ngoài cái chuyện kỹ năng cứng là kỹ năng lái xe ra cái chuyện kỹ năng mềm á, là chúng tôi tập trung rất nhiều và liên tục và sau đó cũng không phải là xong đâu sau đó chúng tôi sẽ nhắc liên tục dựa trên cái ứng dụng đào tạo và dựa trên cái ứng dụng của tài xế chúng tôi sẽ nhắc liên tục ừ. ví dụ như quý này là quý à, tháng này là tháng chúng ta sẽ phải tập trung về cái bài học về nụ cười về sau tài xế thì khách họ cũng đỡ bực hơn ừ. đấy là kỹ năng bởi vì rõ ràng là họ sẽ anh đã làm không tốt rồi mà thái độ anh cũng không tốt nữa thì chắc chắn là là khách họ cũng không tốt còn đây anh có thể anh làm không tốt một chút nhưng thái độ anh tốt thì, thì ít nhất là khách hàng họ cũng sẽ gọi là góp ý chứ không phải là khó với anh ừ. thì mình phải giải thích cho tài xế biết được là cái chuyện cười với khách nó sẽ tốt như thế nào ừ. Ừ. cái chuyện mà mình chào khách nó sẽ tốt như thế nào thì mình sẽ phải đào tạo và đào tạo liên tục liên tục để tài xế họ họ thực sự là họ làm cái chuyện đấy bằng bằng cái tâm của họ và bằng cái tốt cho công việc của họ chứ không phải là vì công ty bắt buộc nữa thì ừ. chúng ta phải làm cái chuyện đấy và chúng tôi đang làm cái chuyện đó liên tục trong cái cơ cấu của AGSM đó, thì nó có một cái phần cấu thành về mặt về mặt lương rất là cao Đến chuyện đó là đánh giá dịch vụ nếu như anh đánh giá dịch vụ cho tài xế tài xế tốt thì họ mới nhận được cái phần thưởng đấy ừ. nếu như anh đánh giá dịch vụ của tài xế không tốt họ không nhận được phần thưởng đấy và nếu như tài xế mà không được đánh giá tốt liên tục quá nhiều lần thì chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại ừ, xem là anh ấy ừ. có phù hợp với lại cái cách làm việc của bên có của, của bên GSM hay không. Ừ, Vì vậy ừ. cho nên là tài xế thường họ sẽ cố gắng để họ đạt được cái chuyện đấy. À, hiện tại thì GSM đã có mặt ở, ở tại Hà Nội và sắp tới đến 27 và ngày 27 tháng 4 và 30 tháng 4 bắt đầu ra mắt ở thị trường Hồ Chí Minh. Tuy nhiên là mình đánh đúng vào cái ngày cái dịp mà mọi người đang có thể là nhiều gia đình họ đang sử dụng năm ngày lễ và đi đi du lịch đi chơi thì tại sao lý do gì đằng sau cái việc là chúng ta quyết định chúng xem quyết định vào khai trương vào ngày 30 tháng 4 cái đầu tin là bởi vì đấy là một ngày rất là đáng nhớ nếu như chúng ta mà bảo sau này mà vài năm nữa mà tôi mà mà tôi tham dự một cái gọi là 5 năm sinh nhật thì chắc chắn là không cần ai nhắc thì ai cũng nhớ được ngày thành lập của giết xem tại Hồ Chí Minh là ngày nào ừ. vì nó rơi vào một cái ngày rất là đáng nhớ đúng không ừ. đấy là ừ. cái yếu tố đầu tiên cái nè. cái yếu tố thứ hai thực sự ra là 30 tháng 4 là mới kịp để chuẩn bị Ừ. Và chúng tôi rất muốn ra mắt luôn trong tháng 4 của cả hai thành phố lớn nhất Và cái ngày 30 là cái ngày kịp thời nhất để mọi người có thể chuẩn bị được một cách chu đáo nhất cho đến ừ. kịp thời nhất Có vẻ như là cái lộ trình mà mở rộng các cái thành phố là rất là rõ ràng rồi Hiện nay thì nếu mà ở góc độ người dùng thì đang biết là Hà Nội và Hồ Chí Minh sẽ có thì không biết là các cái thành phố khác như lớn hơn như Đà Nẵng, Hải Phòng hay là các thành phố khác thì bao giờ họ mới được sử dụng những dịch vụ này. Trong vòng khoảng tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 tức là 4 tháng nữa thì chúng tôi sẽ mở liên tục tại các thành phố đấy. Bao gồm chúng ta sẽ có Đà Nẵng, chúng ta sẽ có Huế, chúng ta sẽ có Nha Trang thì bản chất là đều nằm trong kế hoạch hết rồi. Và từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi sẽ mở ít nhất là 6 thành phố lớn. Nhưng mà tôi nghĩ là có khi chúng ta sẽ, chúng tôi sẽ mở nhiều hơn cái con số 6 đấy. Nếu mà liệu cái kế hoạch để mà GSM cover hoặc là bao phủ tất cả 63 tỉnh thành thì cái ngày hoặc cái năm nào sẽ là cái năm mà đạt được cái việc đó? À, thực sự ra thì tôi lại không chưa nghĩ đến cái chuyện là bao nhiêu lâu thì tôi cover hết 63 tỉnh thành bởi vì chúng tôi đang có hai cái luồng kế hoạch. Ừ. Cái kế hoạch đầu tiên đó là chúng tôi đang đang hợp tác với lại rất nhiều cái hãng taxi khác để giúp cho họ chuyển đổi xanh và và không nhất thiết là tỉnh nào mình mình cũng sẽ phải có mặt có những tỉnh mà đối tác của mình họ làm đủ tốt họ 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 chuyển sang để sử dụng các phương tiện xanh rồi họ đang làm tốt rồi thì mình không nhất thiết mình phải tới đấy để cạnh tranh nữa ừ, mình ừ. không nhất thiết bởi vì cuối cùng là người dùng người dùng đã được trải nghiệm nữa rồi người dùng đã được sử dụng các phương tiện đó đúng như cái cuộc cách mạng xanh mà mình làm rồi thì mình không nhất thiết mình phải vào đấy thì cái đấy là một cái rất là chăn trở vì vậy cho nên là khi mà chúng tôi lập ra gsm là chúng tôi tính đến cái chuyện đó là mình sẽ phải là một cái thành phần giúp cho cái du lịch nó phát triển cho nên chúng tôi rất là ưu tiên phát triển tại những cái thành phố du lịch là vì vậy ừ. mà ngoài ra thì chúng tôi đang còn chạy chúng mình chạy những cái chương trình như là ưu tiên tuyển tài xế biết tiếng anh ừ. và nếu như tài xế biết tiếng anh ấy, thì công ty sẵn sàng trả thêm phụ cấp cho tài xế ừ. Ừ. nếu tài xế không biết tiếng anh không sao hết công ty bắt đầu tạo ra một cái lộ trình đào tạo tài xế bằng tiếng anh sau đó 3 tháng 6 tháng là cho thi từng lần cứ tài xế nào mà vượt qua được cái sát hạch về tiếng Anh đấy, tài xế sẽ được một phần thưởng, ừ, tài xế ừ. sẽ được hỗ trợ thêm một cái phần thu nhập và cái điều đấy nó giúp cho các tài xế là thúc đẩy đi học tiếng Anh ghê lắm. Có rất là nhiều anh là sau đấy là chia sẻ với nhau là lập những cái group để đi học tiếng Anh chung với nhau. Ừ, Bắt đầu ừ. là đi thuê, đi thuê giáo viên rồi đi học trung tâm sau những cái giờ mà các anh ấy không đi làm. Ngoài cái chuyện là công ty chuẩn bị dạy các anh ấy thì các anh ấy cũng đã tự đi học rồi. Ừ, Mục ừ. đích lớn nhất của các anh đấy là hai thứ, thứ nhất là được phụ cấp cái đã, được hỗ trợ, được thưởng cái đã sau đấy đó sau đó mới là cái chuyện là tăng thêm cái kỹ năng nghề nghiệp cho các anh đấy và ừ. điều đó rất là tốt và khi mà chúng tôi làm được cái chuyện đấy thì chúng tôi xử lý được cái vấn đề đầu tiên cho cho người nước ngoài tới Việt Nam đó là ừ nếu như anh cần đi một cái hãng taxi mà anh mà tài xế họ có thể giao tiếp được tiếng anh thông thường thì anh nên đi cái hãng taxi xanh này ừ. Đấy là cái đầu tiên cái thứ hai là chúng tôi tính luôn những bài toán về mặt thanh toán là sau này gần như là sau này tất cả các hình thức thanh toán đều sử dụng được ở trên đây bao gồm là cả thẻ visa thẻ master thẻ atm và cái thứ ba nữa là chúng tôi sẽ bắt đầu phải đào tạo tài xế chất lượng để không còn những cái phản ánh về cái mặt dịch vụ kia nữa ừ. và cái cuối cùng là tài xế của gsm sẽ là một trong những tài xế mà mà chúng tôi có thể kiểm soát họ được về mặt cả về mặt công nghệ nữa để họ không phải là họ muốn tạo ra những cái tình huống xấu mà được bởi vì lúc đấy thì mình còn có thể kiểm soát họ về mặt công nghệ nữa ừ. thì mình làm được tất cả những khâu này thì tôi tin là cái hình ảnh về cái phương tiện vận chuyển của, của các khu du lịch ừ. nó sẽ được điểm cộng thay vì là như hiện tại Đúng là một bài toán rất là hay từ xe buýt Vinbus hoặc là xe buýt xanh, xe buýt điện Chuyển sang một cái lĩnh vực rất là mới Và thậm chí là khi mà xem qua profile của Thanh thì gần như là không có cái gì nó liên quan đến taxi cả Nhưng mà bây giờ lại là tổng giám đốc của một công ty taxi à, Nếu mà nói về khán giả của Vietcetera thì ở góc độ như Thanh, Thanh thật ra cũng là đang rơi vào một cái tập tuổi gần như là đa số là đang đang match với cả cái gọi là cái audience khán giả của Vietcetera thì nếu mà có một cái thông điệp từ thanh đến khán giả của Vietcetera và những người đang xem Vietnam Innovator thì thông điệp đó là gì? Cái việc đầu tiên là tôi rất là mong muốn là được được mọi người chung tay và ủng hộ cho tất cả những gì liên quan đến cách mạng xanh chứ không riêng gì xe từ cái chuyện chúng ta chuyển đổi uh, những cái phương thức những cái cách mà chúng ta đang sinh hoạt hàng ngày cho đến mọi thứ chúng ta góp được cái gì thì chúng ta góp cái đấy bởi vì rõ ràng đấy là một cái bài toán toàn cầu mà chúng ta sẽ phải sẽ phải đối mặt là càng ngày thì chúng ta bắt đầu có những cái cái tệp của các anh chị bắt đầu từ 8x tới lứa tuổi của của tôi đi là 9x và sắp tới nó là những lứa tuổi như là 10x thì bắt đầu hình thành được những cái tệp với một cái phong cách rất là văn minh rất là hiện đại ủng hộ ủng hộ những cái thứ gì nó tốt và cùng nhau chung tay để cùng xây dựng ra một cái cộng đồng, xây dựng ra được một cái đất nước mà ở những thế hệ sau này thì mình sẽ là cái nền tảng cho những thế hệ sau này để họ phát triển tiếp. Vì vậy cho nên là tôi rất là là luôn luôn cổ vũ và luôn luôn là tìm cách hỗ trợ những cái công ty như là startup, những cái công ty mà họ có thể tạo ra được những cái thứ gì đấy nó mới, những cái thứ gì đấy mà có năng lực cạnh tranh. Thì 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 tôi cũng mong mọi người sẽ luôn luôn ủng hộ và hỗ trợ những công ty như vậy. Nếu như chúng ta không hỗ trợ những công ty đó từ những ngày đầu cho đến khi họ hoàn hảo, cho đến khi họ tốt, thì khả năng cao là họ không đến được cái ngày đấy. Chúng ta sẽ phải cho họ một cái cái nhìn nó thiện cảm hơn và cho họ được một cái thời gian để họ có thể có đủ thời gian để họ có thể cạnh tranh được đúng nghĩa còn từ giờ đến lúc đấy thì chúng ta phải mang thêm một 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 cái tinh thần đó là hỗ trợ thêm cho họ như là cách mà chúng ta đang hỗ trợ những người những người cùng chí hướng vậy thì tôi ừ. cũng hy vọng là cái chuyện đấy các lứa tuổi của chúng ta sẽ 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 làm tốt hơn các bạn có thêm làm những cái short video của tiktok à, mà. Mà. thì sẽ có những cái câu hỏi nhanh và câu trả lời nhanh ok đối với thành Vingroup group của nghĩa gì đấy là một cái nơi mà tôi có thể thể hiện được hết những cái năng lực của mình những cái công hiến mà mình muốn nó giống như là một cái sở thích vậy bây giờ đối, đối với tôi thì cái chuyện mà mình làm việc nó thành một cái sở thích ừ. chứ nó không chỉ là mình làm việc để kiếm tiền nữa điều gì làm thanh hứng khởi lạc quan về việt nam điều mà cảm thấy hứng khởi và lạc quan nhất đó là khi mà chúng ta đang nhìn những cái thế hệ trẻ sau này đặc biệt là những thế hệ mà bắt đầu các bạn sinh năm từ năm 1996 đổ về sau thì thấy các bạn quá giỏi khi mà mình áp mình vào thời điểm đấy thì mình không nghĩ là mình có thể thể hiện được như các bạn bây giờ và thực sự các bạn đang làm rất là tốt việt nam có gì mà các nước khác không có theo như những người bạn nước ngoài của tôi mà đánh giá thì Việt Nam rất là siêng năng, Việt Nam rất là chịu tìm tòi và học hỏi những cái mới và đặc biệt là khi mà gặp chuyện á thì Việt Nam chúng ta rất đoàn kết. Taxi xanh hơn gì so với các ứng dụng đặt xe phổ biến khác? Về mặt lý thuyết thì chúng tôi không không hơn gì về mặt ứng dụng cả, nhưng mà chúng tôi hơn về mặt phương tiện và về mặt chất lượng dịch vụ. Nếu được quay trở lại thời gian thì Thanh có có chọn bỏ học đại học hay không? Không. Ba phẩm chất mà Thanh tìm kiếm ở một ứng viên apply vào GSM cái đầu tiên là về cái năng lực chuyên môn của cái vị trí đấy, cái thứ hai nữa là về cái khát khao và cái thứ ba nữa là về cái khả năng mà làm việc đa nhiệm, bởi vì những công ty startup như này thì rất là cần những bạn có khả năng làm đa nhiệm. Có một bộ phim, cuốn sách hoặc là chương trình nào, nội dung nào mà gần đây thanh xem mà để lại ấn tượng sâu nhất, sâu đậm nhất? Cuốn sách gần đây nhất mà tôi đọc thì đó là cuốn trải nghiệm khách hàng xuất sắc. Bộ phim gần đây thì không. Không xem phim trong thời gian vừa rồi không có thời gian để xem phim. Vâng. Hai tháng gần đây là gần như là bỏ rất là nhiều bộ phim hay, đang à. rất là tiếc đây. À, làm việc với bác Phạm Nhật Vượng thấy sao? Thấy à, áp lực nhưng mà rất là sướng vì mình được làm những cái việc lớn lao và mình à, được thể hiện cũng như là được công hiến. À, rất là cảm ơn Thanh à, đã dành thời gian đến studio của VCEtera để chia sẻ câu chuyện của mình và cũng chúc cho GSM có một cái buổi khai trương thành công ở tại Hồ Chí Minh và cũng như là lan tỏa cái à, dịch vụ và những cái tinh thần à, cách mạng xanh ở tất cả các cái thành phố lớn ở tại Việt Nam. Vâng, cảm ơn anh, cảm ơn quý vị khán giả.